Ngày 17 tháng 12 năm 1994 là ngày lần đầu tiên Vịnh Hạ Long được UNESCO công nhận là di sản thiên nhiên thế giới. Bên cạnh những giá trị về thiên nhiên, Vịnh Hạ Long cũng là điểm tham quan du lịch có sức hấp dẫn lớn đối với du khách trong nước và quốc tế, thu hút hàng triệu lượt khách mỗi năm, đóng góp lớn cho nền kinh tế địa phương và Việt Nam. Vịnh Hạ Long được UNESCO nhiều lần công nhận là di sản thiên nhiên của thế giới, với hàng nghìn hòn đảo được làm nên bởi tạo hóa kỳ vĩ và sống động. Vịnh Hạ Long có phong cảnh tuyệt đẹp, nên nơi đây là một điểm du lịch rất hấp dẫn với du khách trong nước và quốc tế. Mới đây nhất, ngày 16 tháng 9 năm 2023, tại thủ đô Riyadh, Ả Rập Xê Út, UNESCO lại một lần nữa vinh danh và công nhận quần thể Vịnh Hạ Long. Quần đảo Cát Bà là di sản thiên nhiên thế giới bởi nơi đây chứa đựng các khu vực có vẻ đẹp thiên nhiên, bao gồm các đảo đá vôi có thảm thực vật che phủ và các đỉnh nhọn núi đá vôi nhô lên trên mặt biển, cùng với các đặc điểm karst liên quan như các mái vòm và hang động. Vịnh Hạ Long là một di sản độc đáo bởi địa danh này chứa đựng những dấu tích quan trọng trong quá trình hình thành và phát triển lịch sử trái đất, là cái nôi cư trú của người Việt cổ, đồng thời là tác phẩm nghệ thuật tạo hình vĩ đại của thiên nhiên với sự hiện diện của hàng nghìn đảo đá muôn hình vạn trạng, với nhiều hang động kỳ thú quần tụ thành một thế giới vừa sinh động vừa huyền bí. Bên cạnh đó, Vịnh Hạ Long còn là nơi tập trung đa dạng sinh học cao với những hệ sinh thái điển hình, cùng với hàng nghìn loài động thực vật vô cùng phong phú, đa dạng. Nơi đây còn gắn liền với những giá trị văn hóa lịch sử hào hùng của dân tộc. Vịnh Hạ Long nổi bật với hệ thống đảo đá và hang động tuyệt đẹp. Đảo ở Hạ Long có hai dạng là đảo đá vôi và đảo phiến thạch, tập trung ở hai vùng chính là vùng phía đông nam Vịnh Bái Tử Long và vùng phía tây nam Vịnh Hạ Long. Đây là hình ảnh cổ xưa nhất của địa hình có tuổi kiến tạo địa chất từ 250 đến 280 triệu năm, là kết quả của quá trình vận động nâng lên, hạ xuống nhiều lần từ lục địa thành trũng biển. Quá trình karsto bào mòn, phong hóa gần như hoàn toàn tạo ra một Hạ Long độc nhất vô nhị trên thế giới. Hàng trăm đảo đá, mỗi đảo mang một hình dáng khác nhau hết sức sinh động, hòn đầu người, hòn rồng, hòn lã vọng, hòn cánh buồm, hòn gà trọi, hòn lư hương. Tiềm ẩn trong lòng các đảo đá ấy là những hang động tuyệt đẹp gắn với nhiều truyền thuyết thần kỳ như động thiên cung, hang đầu gỗ, hang sừng sốt, hang trinh nữ, động tam cung. Đó thực sự là những lâu đài của tạo hóa giữa chốn trần gian. Từ xưa, Hạ Long đã được đại thi hào dân tộc Nguyễn Trãi mệnh danh là kỳ quan đất dựng giữa trời cao. Dẫu bạn ở đâu trên thế gian này, là người da trắng hay da màu, không kể quốc tịch, ngôn ngữ, tuổi tác, khi đặt chân đến đây cũng đều có chung những cảm xúc, sự rung động của con tim trước một kỳ quan của đá và nước, và khi phải chia tay Hạ Long chắc sẽ để lại những ấn tượng khó quên. Câu chuyện huyền thoại xa xưa về đàn rồng mẹ và đàn rồng con đã phun châu nhà Ngọc tạo nên hàng ngàn đảo đá ngăn bước quân thù, hôm nay vẫn đứng đó tạo nên một di sản vô giá cho nhân loại. Ngày nay có nhiều loại hình tour du lịch để bạn có thể khám phá Vịnh Hạ Long, phổ biến nhất là các tour du lịch Hạ Long tham quan 1 đến 2 ngày. Hành trình thường kéo dài 4 đến 6 tiếng thăm vịnh sau đó quay lại bờ ngủ đêm trên khách sạn. Tuy nhiên xu hướng mới hiện nay là loại hình du thuyền Hạ Long, hay còn gọi là tour ngủ đêm trên vịnh. Du khách sẽ vô cùng thích thú với các trải nghiệm thú vị trên vịnh như chèo thuyền kayak, thăm hang động, tắm biển trên vịnh, ngắm bình minh hoàng hôn giữa vịnh biển bao la và cùng nghỉ dưỡng trải nghiệm các dịch vụ cao cấp trên tàu Hạ Long. Ngoài ra sau một chuyến tham quan trên vịnh thường kết thúc vào khoảng 2 đến 3 giờ chiều, nếu bạn muốn ngắm nhìn toàn cảnh vịnh Hạ Long từ trên cao bạn có thể lựa chọn dịch vụ bay cùng thủy phi cơ. Ngắm toàn cảnh vịnh Hạ Long cùng hãng hàng không Hải Âu Aviation, thời gian bay thường từ 25 đến 30 phút. Vậy bạn hãy chọn cho mình một loại hình thích hợp để cùng người thân và bạn bè khám phá Vịnh Hạ Long theo cách riêng của mình. Vịnh Hạ Long rộng hơn 1.500 km2, với hơn 2.000 hòn đảo lớn nhỏ với đủ hình dáng nằm rải rác, tạo nên khung cảnh kỳ vĩ. Đi thuyền ngắm cảnh ban ngày, ngủ đêm trên vịnh, bay thủy phi cơ nhìn toàn cảnh từ trên cao, là những trải nghiệm du khách nên thử ít nhất một lần. Vịnh Hạ Long có khí hậu nhiệt đới, nóng ẩm, chia làm hai mùa chính theo miền Bắc. Mùa đông từ tháng 11 đến tháng 3 năm sau, nhiệt độ trung bình từ 15 đến 20 độ C, thấp nhất dưới 10 độ C. Mùa hè từ tháng 5 đến tháng 9, nhiệt độ trung bình 25 đến 29 độ C. Thời điểm nóng nhất có thể lên đến 37, 38 độ C. Ngoài ra, nơi đây còn có hai mùa chuyển tiếp là mùa xuân, tháng 4 và mùa thu, tháng 10. Sau khi đến Hạ Long ăn uống và vui chơi trong thành phố, du khách sẽ lựa chọn hình thức phù hợp tham quan vịnh. Nếu đã đặt trước hãng tàu hoặc tour, du khách sẽ được hướng dẫn chi tiết. Còn nếu tự mua vé, nên tham khảo thông tin tại hai cảng tàu lớn ở Hạ Long gồm cảng tàu khách quốc tế Tuần Châu, cách trung tâm thành phố Hạ Long 12 km và cảng tàu khách quốc tế Hạ Long ở trung tâm thành phố Hạ Long, số lượng tàu ít hơn cảng Tuần Châu.